南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛。各位法师，各位莲友，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，请放掌。首先很欢迎我们慧远的法师跟莲友来到台湾做佛法学习参访之旅。那么一念佛，đầu tiên rất vui mừng đón mừng quý thầy cô và quý thiền hữu đến Đài Loan học tập Phật pháp, học tập pháp nghĩa, pháp môn tịnh độ hành nguyện. Nam mô A Di Đà Phật. 大家前来可说很不容易，单单办这个手续就遭遇很多的关卡。Quý vị đến Đài Loan làm thủ tục đúng là không có dễ dàng, phải trải qua nhiều khó khăn vất vả. Đến đây, không có gì thoải mái, hoặc là phong phú, hoặc là phong phú, hoặc là phong phú, hoặc là rất là giản dị, không có gì mà phong phú cả. 但是我们以法为主。Nhưng mà chúng ta lấy pháp làm chủ. 所谓为法而来，非为传作。Và chúng ta vì pháp mà đến nơi này. 佛陀说人生无常。Đức Phật nói rằng đời người vô thường. Phàm sự tồn tại đó đều là vô thường đó. Phàm là vô thường thì đều phàm là những gì tồn tại đều là vô thường. Sở hữu chư hành vô thường. Đó gọi là chư hành vô thường. Vô thường là cái gì ý nghĩa? Ý nghĩa của vô thường là như thế nào? Nó chủ yếu là tại giảng tử vong, giảng tiêu diệt. Và vô thường, ý nghĩa của vô thường nghĩa là nói đến tử vong, nói đến tiêu diệt. Chúng ta thực sự học Phật là vì chúng ta sâu sắc cảm nhận được vô thường. Và chúng ta học Phật với mục đích là thử nghiệm sâu sắc vô thường. Bởi vì chúng ta biết được mất rồi còn phải chịu luân hồi. Và luân hồi thì phải chịu đọa lạc trong tam đồ. Phật Tổ nói, 什么人是老实的学佛人呢？ Đức Phật nói rằng một người học Phật thế nào gọi là chân thật học Phật đây? 各位莲友，老实的学佛人是什么样的人？ Người học Phật chân thật là người như thế nào? 就是无常观，对无常很深刻的这个体证的人。Là chúng ta thử nghiệm sâu sắc về vô thường.
人一定会死，người thì nhất định phải chết。我们出生下来的时候就已经被注定死。và chúng ta mới ra đời thì đã đặt định trước là chúng ta sẽ chết。人的命运各有不一定。và người chết thì không có nói trước được。但每一个人都有一定的命运。và mọi người thì có một phần mình nhất định。这个命运就是死一个字。và vận mệnh này nghĩa là chết。出生下来就被注定非死不可。và chúng ta vừa mới ra đời thì đã bị đặt định rằng không chết, không thể nào không chết. 一定会死。nhất định phải chết. 没有一个能够避免。và không thể nào mà tránh khỏi điều này. 请问各位领友。xin hỏi các vị linh hữu。世界上七十几亿的人口有一个不会死吗？thế giới này có mười mấy tỷ người thì có người nào mà tránh khỏi chết hay không? Có mấy giờ? Cũng vậy, mấy giờ? Mấy giờ? 即使生在欲界天、色界天、无色界的天人，是不是就不会死了？và cho đến người ở dục giới, sắc giới và vô sắc giới có miễn có tránh khỏi cái chết hay không?没有，没有避免。出生在天界也会死啊。và người ở cõi trời cũng phải chết。那天人也会死，不只是我们人间的人啊。người ở cõi trời cũng chết, huống gì là chúng ta。所以，一切众生都会死。cho nên tất cả chúng sanh đều phải chết. 但是死的期间有一定吗？ và cái kỳ hạn mà chết thì nó có nhất định hay không? Mấy giờ? 死期一定，死是一定的，但是死的期间是不定的。chết là nhất định nhưng mà kỳ hạn chết thì không nhất định. 虽然是不定的，但是呢，有可能随时都会死。tuy rằng cái kỳ hạn chết không nhất định nhưng mà lúc nào cũng có thể chết. 那么这样我们就很不安呐。那như thế thì chúng ta không yên tâm rồi. 如果说五十点以后才会死，那么我们五十点以后才准备还来得及。nếu như nói rằng 50 năm sau chúng ta chết thì 50 năm sau chúng ta chuẩn bị, chúng ta bây giờ chuẩn bị cho 50 năm sau thì còn kịp。可是死的期间是不定的。nhưng mà bởi vì kỳ hạn chết không nhất định。或许是五十点之后。或许是明天之后，hoặc là 50 năm sau, hoặc là ngày mai。或许是等一下，现在呢，坐车要到机场，结果嘣就走了。hoặc là lát nữa chúng ta đi cơ trường, đi sân bay, đụng xe cái rầm cái, chết rồi。这样岂不是我们现在就要准备？cho nên có phải là hiện giờ chúng ta cần chuẩn bị hay không? Đúng không? Đúng không ạ? Bất khả đợi đợi tương lai. Chúng ta không thể nào đợi đến ngày mai, đợi đến tương lai được. Đúng không? Đúng không ạ? Vậy, tu hành, học Phật, thì phải từ hiện tại bắt đầu. Cho nên học Phật, tu hành phải ngay từ bây giờ chuẩn bị. 不过幸好我们大家都已经从现在开始了。我tôi tin rằng
Ngay từ bây giờ chúng ta đã chuẩn bị rồi. 我们的寿命只有一天一天的减少。 Và thọ mệnh chúng ta là mỗi ngày mỗi ngày mỗi giảm. 不可能一天一天的增加。 Không thể nào mỗi ngày một tăng được. 而且我们生存的因缘很少。 Và nhân duyên sanh tồn của chúng ta rất ít. 而死亡的因缘却非常的多。 Nhưng mà nhân duyên tử vong của chúng ta rất là nhiều. 这个世间充满了种种的灾难跟危险。 Và thế gian này tồn tại vô số những tai nạn. 就是天灾跟人祸。 Chính là tai nạn về thiên tai, tai nạn về nhân mạng. 天灾就是水灾火灾。 Thiên tai chính là thủy tai, hỏa tai. 空难、海难、车难。 Không nạn, hải nạn và tai nạn xe cộ. 有山崩，有海啸。 Nghĩa là có núi lở và có nước dâng. 这个都没办法预防。 Và những điều này chúng ta không thể nào mà dự trì được. 这是天灾。 Đây chính là thiên tai. 有人祸。 Và có tai nạn về con người. 战争跟恐怖事件啊。 Chính là chiến tranh khủng bố. 所以死的人死的因缘是很多的。 Cho nên cái nhân duyên chết rất là nhiều. 也有人要坐电梯，一踏进去，结果没有底座，就陷下去而死掉了。 Và giống như chúng ta ngồi thang máy, đứng trên thang máy mà đi xuống, rung một cái, sự cố rút trẹt thì chúng ta đã mất rồi. 死很恐怖。 Chết thật là ghê gớm. 所以佛陀也形容。 死像什么呢? 像一只老虎。 Và Đức Phật hình dung chết như là một con hổ. 死这一只老虎随时都跟在我们的旁边。 Và cái chết giống như con hổ lúc nào cũng cờ cận bên chúng ta. 各位莲友有没有看到死这一只老虎在我们的旁边? Các vị liên hữu có thấy con hổ chết nó đang ở gần chúng ta hay không? 有没有? Có không ạ? 他跟我们一起出入。 Và nó cùng chúng ta đi ra đi vào. 他跟我们从越南到台湾来。 Nó cùng chúng ta đi từ Việt Nam đến Đài Loan. 不过我们是念佛人。 Nhưng chúng ta là người niệm Phật. 已经在 阿弥陀佛的光明宝护当中， đã nằm trong sự cứu độ của ánh sáng Đức Phật A Di Đà. 死这一只老虎， đối với chúng ta là không có tác dụng nữa rồi. Và con hổ chết này đối với chúng ta nó không có tác dụng. 人的生命很短， sinh mạng của đời người rất ngắn. 可以让我们休息的时间很少。 Làm cho được cái thời gian tu tập chúng ta rất ít. 整个生命很脆弱。 Và cái sinh mạng của đời người nó rất là mong manh. 身体被刺到而死的也有。 Cái thân thể con người mà bị đâm chết, đây là một loại. 所以我们的生命是很脆弱不坚硬。 Và cho nên là cái sinh mạng của con người này rất là mong manh. 而死的时候，我们的恩爱的丈夫啊、太太啊，不能够代替我们，也不能够帮助我们。 Và chúng ta chết thì tình chồng nghĩa vợ
cũng không thể nào mà thay chúng ta được. 孝顺的儿女也不能代替我们。Và những đứa con hiếu thảo cũng không thể nào thay chúng ta chết được. 我们的权位、我们的财富、势力也不能帮助我们。Quyền lực, tài phú, tài sản của chúng ta cũng không thể nào giúp chúng ta tránh khỏi cái chết. 我们的道德、我们的修行也不能帮助我们。Đạo đức, tu hành cũng không thể nào giúp chúng ta. 因为我们没有修行的力量可以解脱生死轮回。Bởi vì chúng ta không có năng lực tu hành để thoát ly sinh tử luân hồi. 因此，我们必须从现在就选择念佛，蒙受弥陀的救度。Cho nên ngay từ bây giờ chúng ta, ngay từ hiện tại chúng ta chọn niệm Phật, tin nhận Di Đà cứu độ, không đợi đến ngày mai, cũng không tạp tu tạp hành, vĩnh viễn không cải biến, không thay đổi. Vì không có pháp gì khác能够救助我们的生死轮回。Bởi vì không có pháp nào ngoài pháp niệm Phật cứu độ chúng ta thoát khỏi luân hồi sanh tử. 只有阿弥陀佛能够救助我们。Chỉ có Đức Phật A Di Đà mới có thể cứu độ chúng ta mà thôi. 所以人生无常。Cho nên đời người vô thường. 从现在就要选择修行。Hiện tại này chúng ta phải chọn tu hành. À, 我们没有修行的力量. Nhưng chúng ta không có cái khả năng tu hành. 所以就要选择念佛. Cho nên chúng ta phải chọn niệm Phật. 而且永不改变. Và vĩnh viễn không thay đổi. 这样就给阿弥陀佛救到了. Cho nên chắc chắn được Đức Phật A Di Đà cứu độ, 就不会再度轮回, và không còn ở trong luân hồi sanh tử nữa, 必定会往生极乐世界, chắc chắn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. 那么从因想果, như vậy thì từ nhân mà giảng giải quả. 我们念佛人已经是极乐世界的圣众之一了。Và chúng ta chính là một trong những thánh chúng Tây Phương Cực Lạc rồi. 各位莲友，对不对？对。Các vị liên hữu đúng không ạ?今天要跟大家所讲的讲题。Hôm nay nội dung mà tôi muốn giảng cùng mọi người 就是阿弥陀佛的愿心。Chính là tâm nguyện của Đức Phật A Di Đà. 阿弥陀佛的愿是宏广的大愿。Nguyện lực của Đức Phật A Di Đà là nguyện lực rộng lớn.阿弥陀佛的心是无尽的悲心。Tâm của Đức Phật A Di Đà là tâm vô tận。阿弥陀佛的宏广大愿、无尽悲心，要救度十方任何众生。Và tâm nguyện của Đức Phật A Di Đà là vô cùng vô tận, cứu độ tất cả chúng sanh。阿弥陀佛要救我。Đức Phật A Di Đà muốn cứu chúng ta. A Di Đà cũng muốn cứu bạn. Và Đức Phật A Di Đà muốn cứu tôi thì Đức Phật A Di Đà cũng sẽ cứu các bạn. A Di Đà muốn cứu tất cả chúng sanh.
Đức Phật A Di Đà muốn cứu tất cả chúng sanh. A Di Đà Phật đã, thế này đã, nguyện xin, là, hiện hiện tại ở địa phương này. Tâm nguyện Đức Phật A Di Đà hiện hiện ở chỗ nào đây? Tại Vô Lượng Thọ Kinh bên trong. Chính là trong kinh Vô Lượng Thọ. Tại A Di Đà Phật của Tán Bộ Chi trong đó. Chính là trong cờ Tán Phật. Hiện tại, chúng ta phải từ căn bản trên để hiểu biết tịnh thổ đạo đại nguyện. Và chúng ta từ căn bản nhất để hiểu về pháp môn tịnh độ. Tịnh thổ đạo đại nguyện đến từ A Di Đà Phật nguyện tâm. Căn bản của pháp môn tịnh độ đến từ bản nguyện của Đức Phật A Di Đà. A Di Đà Phật nguyện tâm hiển thị tại Vô Lượng Thọ Kinh của Tán Bộ Chi. Và tâm nguyện Đức Phật A Di Đà thì hiển hiện tại cờ Tán Phật trong kinh Vô Lượng Thọ. Chúng ta hiểu biết Tán Bộ Chi là căn bản tính của hiểu biết, thảo luận A Di Đà Phật cứu độ của nguyện tâm. Và chúng ta hiểu được cờ Tán Phật thì chúng ta hiểu được căn bản tâm nguyện cứu độ Đức Phật A Di Đà. 这对净土法门来讲是很重要的。Điều này đối với việc học tập pháp môn tịnh độ rất là căn bản quan trọng. 从它的根本来理解。Từ cái căn bản mà chúng ta hiểu được. 是最纯粹的。Chính là thuần túy nhất. 最无杂染的。Chính là không có tạp nhiễm. Có quan Vô Lượng Thọ Kinh của Tán Bộ Chi, tôi đã biên tập thành một trang. Và liên quan đến cờ Tán Phật trong kinh Vô Lượng Thọ, tôi biên thành một trang. Trung ngôn là một trang. À, một trang tiếng Trung. Nên mà Việt Nam ngôn này quản lý trở lại biên tập, sẽ thành một trang. Và tiếng Việt sau khi biên dịch sang tiếng Việt thì thành năm trang. Trung ngôn ý nghĩa là như vậy. Và một trang tiếng Trung là năm trang tiếng Việt như vậy. Năm Việt Nam ngôn này có năm trang. Và năm trang tiếng Việt có năm trang. Đại gia, xin bả ta xin ra đây. Và một xin mọi người đem cái tập này ra. Không biết rằng chúng ta tiếng Trung là niệm là quang nhan uy nghi thì tiếng Việt chúng ta niệm như thế nào? Quang nhan uy nghi nghĩa là nhan sắc rạng rỡ. Chữ y là. Cái này Tán Bộ Chi tổng cộng có 20 hàng. Và cờ Tán Phật có tổng cộng 20 hàng. Mỗi hàng có 4 câu. Và mỗi hàng có 4 câu. Mỗi câu có 4 cái chữ. Mỗi câu có 4 chữ. Đây là cho Trung ngữ nói giảng cả. Đây là nói về tiếng Trung. Na ru guo yong yue wen zhi yi de hua, shi bu shi yi shi zhe yang? À, shi. Shi, ha, ha. Wo lai di yi hang nian yi bian, ha. Bu, di yi hang, ha, di yi hang, di yi yong yue wen nian yi bian kan kan. À, và da jia lian. Chúng ta niệm đọc cái câu đầu tiên đến cái chữ sánh bằng và chúng ta bắt đầu đọc nhan cùng đọc nhan xét rực rỡ ôi thần vô cực sáng rực như vậy không ai sánh bằng
chi chi lên đảng điện và chúng ta tiếp tục niệm cho đến nói Ngọc Nguyệt Ma Ni Ngọc Châu Dầu Sáng tất cả vì che cũng như thần mực dung nhan Như Lai siêu thế vô lượng âm thanh chánh giác vang khắp mười phương giới văn kinh tấn tam muội trí tuệ oai đức vô song thù hạnh hiếm có hiểu sâu khéo nghĩ hát hải chư Phật nghĩa lý sâu xa xét tìm tận gốc vô minh dục nộ thế tôn không còn nhân cùng sư tử thần đức vô lượng tâm đức rộng lớn trí tuệ thâm diệu oai tướng ánh sáng chấn động đại chiến nguyện tôi thành Phật ngang bằng với Phật vượt qua sanh tử đều được giải thoát có thể cứu tất cả thế gian các khổ não sanh già bệnh chết vô thí điều phục giới nhận tinh tấn tam muội như vậy trí tuệ cao nhất tôi thể thành Phật thành đủ nguyện này chúng sanh sợ hãi làm cho được an giả sử có Phật trăm nghìn thức Phật vô lượng đức Phật nhiều như hành xa cúng dường tất cả chư Phật như vậy chẳng bằng cầu đạo kiên định không lùi tí như hành xa thế giới chư Phật lại không kính kể vô số cõi nước ánh sáng đều chiếu khắp các cõi này tinh tấn như vậy oai thần khó lường nếu tôi thành Phật cõi nước đệ nhất các thứ kỳ diệu đạo tràng siêu tuyệt cõi như nế hoàn không cõi nào hơn tôi phải thương xót độ thoát tất cả mười phương sanh đến tâm vui thanh tịnh đã đến nước tôi hỏi là an hồn tiếp đi rồi tất cả trong vô biên thế giới loài chúng sanh luân hồi sáu nẻo mau sanh nước tôi nhận an vui chẳng lâu đều thành đạo vô thượng gặp Phật thánh tín chứng minh cho tôi phát nguyện trước Phật nỗ lực tinh tấn mười phương thế tôn trí tuệ vô ngại thường khiến Phật này biết tâm hành tôi giả sử thân thờ trong đát khổ độc tôi hành tinh tấn không chút hối tiếc dẫu xa vào địa ngục vô gián nguyện tâm này không chút hoài uế nguyện tôi tinh tấn thường quyết tình thường vận từ tâm cứu hữu tình độ hết chúng sanh khổ a đi phát hoàn thể nguyện mãi không thôi khiến tôi ở đời mau thành chánh giác nhổ gốc đau khổ và gạt sanh tử nhổ gốc sanh tử đau khổ cho người đều thiện như Phật tiến được cho y phân Trang Hồ Chi 刮胡的地方是补充的解释。và trong kệ tác Phật này những cái chỗ mà mở ngực là những chỗ giải thích bổ sung. 这一份内容很重要。và nội dung của cái phần này rất là quan trọng. 希望回越南之后，我们越南的法师们。尽量利用时间多次的演讲。và hy vọng rằng sau khi về Việt Nam, quý thầy cô ở Việt Nam chúng ta dành thời gian để diễn giảng nhiều cái phần này. 这赞陀记二十行前面七行是法藏菩萨
对他的师父是自在王佛的赞叹。Và 20 hàng thì 7 hàng phía trước là Bồ Tát Pháp Tạng đối với sư phụ ngài đó là Đức Phật Thế Tự Tại Vương Phật. Nghĩa là Pháp Tạng Bồ Tát tán thán Thế Tự Tại Vương Phật. Đây là nội dung của 7 hàng đầu tiên. Các vị đến hiểu sáng Sau ta A Di Đà Phật Đến yên đi cho sư Phật Trong Phật Sao mà quý vị liên hữu có biết rằng nhân địa của Đức Phật A Di Đà là tỳ kheo Pháp Tạng hay không? Dạ. 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 Có phải rằng Bồ Tát Pháp Tạng lúc chưa xuất gia là một vị quốc vương hay không? Dạ. 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 Sư Tự Tại Vương Phật. Và Bồ Tát Pháp Tạng khi ấy gặp một Đức Phật. Đức Phật này đó là Thế Tự Tại Vương Phật. Tha thiêng đờ Zây vây phổ Giảng chứng số phạt Trước hồ này Cho Xin trông phê chẳng đờ Cao xin. Và Bồ Tát Pháp Tạng sau khi nghe Thế Tự Tại Vương Phật giảng xong, tâm rất là vui mừng hoan hỷ. Tâm xa Ta cho sở chi là hoàng vị. Và ngay lập tức bỏ ngôi vua. Cân suy sư sư sai hoàng phổ chú gia. Và xuất gia với Đức Phật Thế Tự Tại Vương. Thống sử đa phá phủ thị xin. Đồng thời phát tâm tại Bồ Đề. Yêu quản tu trọng sân. Quản độ chúng sanh. 那个时候，他的法号叫做法藏比丘。Và khi ấy, pháp danh của ngài đó là Tỳ Kheo Pháp Tạng。在《无量寿经》说，这位法藏比丘，他呢非常的有智慧。Và trong kinh Vô Lượng Thọ nói rằng, Tỳ Kheo Pháp Tạng vô cùng có trí tuệ, 修行也非常的精进。Tu hành cũng rất là tinh tấn. Ta de zhi huì gen jing jin shi chao yue shi jian suo you de xiu xing ren. Trí tuệ và tâm nguyện của vị này, sự tinh tấn của vị này là vượt qua tất cả mọi người của thế gian. Zai Wu Liang Shou Jing jiu shuo ta shi gao chai yong zhe yu shi chao yi. Và trong kinh vùng họ nói rằng vị này là có nghĩa là Zài Thiên Vị Phụ Chính Giao Cho Trong Yến Chính Sô Tha Xin Chỉ Đi Y. Và trong một kinh khác gọi là kinh Trang Nghiêm nói là Đức Phật Tỳ Kheo Pháp Tạng đó là tín giải đệ nhất. Trong Yến Chính Sô Tha Xin Chỉ Đi Y. Và trong kinh Trang Nghiêm nói rằng Tỳ Kheo Pháp Tạng tín giải đệ nhất, Xô xỉn đệ nhất, sức nhớ đệ nhất, tu hành đệ nhất, tinh tấn đệ nhất, Tự huệ đệ nhất, trí tuệ đệ nhất, Đạo sinh đệ nhất, đại thừa đệ nhất, Sầm đô sư đệ nhất, cái gì cũng là nhất cả. Nếu mà, lúc đó thời Phật Tổ Phật Tạng Bồ Tát, là 什么样的修行的结尾来发救度众生的心呢？và Bồ Tát Pháp Tạng khi ấy ở cái giai vị nào mà tu hành cứu độ chúng sanh？ 在《坛文大师往生论》就说， và trong vãng sanh trong tác phẩm vãng sanh luận chú ngài Đàm Loan có nói rằng 说法藏菩萨那个时候是证悟的无生法忍。Bồ Tát Pháp Tạng khi ấy đã chứng ngộ được vô sanh pháp nhẫn. 而时未临圣种性。và đồng thời khi ấy ngài cái danh vị của ngài đó là cái trung tính của ngài đó là cái trung tính của bậc thánh.
于是心中发四十八大愿。Và ở trong cái tính giác ngộ phát 48 đại nguyện. 所谓圣种性就是十地菩萨之中的第七地到第九地。Gọi là thánh chủng tính ở đây có nghĩa là Bồ Tát ở giai vị địa thứ 7 đến địa thứ 9 trong thập địa Bồ Tát. 是大菩萨的阶位。Chính là giai vị đại Bồ Tát. 所以他那个时候的发心不是凡夫菩萨。Cho nên cái sự phát tâm của Tỳ kheo Phát Tạng khi ấy không phải là phàm phu phát tâm. 也不是小圣菩萨。Cũng không phải là tiểu thừa Bồ Tát phát tâm. 而是大圣菩萨。Mà chính là Bồ Tát đại thừa. 但其实法藏菩萨是古佛所示现的。Chính là Bồ Tát Phát Tạng chính là cổ Phật thị hiện. 他不只是那个时候才发心出家修行。Không phải Bồ Tát Phát Tạng khi ấy mới phát tâm tu hành. 不只是那个时候才发广度众生的愿心。Không phải lúc ấy mới phát tâm độ chúng sanh, phát nguyện độ chúng sanh. 他很早很早就已经成佛。Vị này từ rất sớm đã thành Phật rồi. 又常常的祷驾慈航。Và cũng từ rất sớm là cái con thuyền dẫn dắt chúng sanh. 在《法华经》第七化成品依旧说。Trong Kinh Pháp Hoa, phẩm thứ bảy hóa thành phẩm dụ nói rằng 在三千尘点劫的广席 và trong phẩm này nói rằng 有一位佛叫做大通智胜佛 trước đây tam ba ba ngàn trần điểm kiếp thì có một vị Phật gọi là Đại Thông Trí Thắng Phật. 这一位佛还没有出家之前, vị Phật này khi chưa xuất gia, 他是国王, là một quốc vương, 他有十六位王子, có 16người con. 这位国王最后出家的, vị quốc vương này sau này thành Phật.不久成佛了 và thành Phật. 当时他十六位王子也通通跟着出家，也跟着成佛。và 16 người con của ngài cùng xuất gia và đều thành Phật. 就这一点来讲，阿弥陀佛是成点久远劫的古佛。từ điểm này có thể biết được Đức Phật.Bồ Tát Pháp Tạng đã thành Phật từ vô lượng vô số kiếp về trước rồi. Vì 16 vị vương tử之中有一位王子在极乐世界成佛叫做阿弥陀佛. Bởi vì 16 người con này, trong 16 người con đó có một vị là Bồ Tát Pháp Tạng, sau này là Đức Phật A Di Đà. Ở 在西方啊，在西方叫做阿弥陀佛。Ở Tây Phương Cực Lạc hiệu Phật A Di Đà. Ở Sư Gia Mâu Ni Phổ là 16 vị vương tử trong đó của một vị. Và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng là một trong 16 vị vương tử ấy. Vậy Sư Gia Mâu Ni Phổ A Di Đà Phật tại Chánh Điển Chế trước đã được thành Phật. Và Đức Phật A Di Đà, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ vô lượng vô số kiếp về trước đã thành Phật rồi.这是《法华经》所讲的。Đây chính là y cứ vào Kinh Pháp Hoa mà nói. 所以中国宋朝有一位法师叫做圆照律师。Và đời Tống có một vị pháp sư gọi là Nguyên Chiếu Pháp Sư. 在他所写的《弥陀经》书中就说了。Quyển sách Di Đà Kinh Sớ
có nói, 他说, 依法华经, 大通是圣佛之时, 弥陀即是十六王子之一数也, 释迦既经成且, 弥陀岂得不然也? Và kinh nói rằng y vào kinh Pháp Hoa vì lúc thời của Đức Phật Đại Thông Trí Thánh Di Đà, tức là một trong 16 vị vương tử và Thích Ca Mâu Ni trải qua hàng số kiếp. Cũng như vậy, Di Đà há chẳng như vậy sao? Thứ ngoài, Lăng Nghiêm Kinh Truyện 5 Đa Sư Tư Phụ Sa Điện Phổ Huyền Thông Trang Nghệ Sô. Ngoài ra, trong quyển 5 của kinh Lăng Nghiêm chương Đại Thế Chí có nói: Bồ Y Vạn Sĩ Hồng Hồ Sa Chế Yêu Phổ Thu Sư Liệm Vũ Liệm Quang. Tôi nhớ rằng từ lâu về trước, ức hàng xa số kiếp có Phật xuất thế hiệu là Vô Lượng Quang. 12 Như Lai Xiang Chi Yi Chế Chí Zui Hậu Phổ Liệm Chao Zhi Yê Quang. Và trong 12 Như Lai tiếp nối nhau thì cuối cùng có một Đức Phật hiệu là Siêu Nhật Nguyệt Quang. Bị Phổ Giao Vô Điện Phổ Sân Này. Và Đức Phật ấy dạy tôi niệm Phật Tam Muội. 以这一段经文跟 无量寿经的十二观对照的时候, và căn cứ vào đoạn kinh này đối chiếu với 12 ánh sáng của Đức Phật A Di Đà, 就清楚的知道所说的就是阿弥陀佛, và chúng ta biết được rõ ràng rằng đó chính là Đức Phật A Di Đà. 依照这些经文, 可以作为证据, và chúng ta y cứ vào những kinh văn này có thể làm chứng cứ, 确定阿弥陀佛是久远时长的古佛, và chúng ta xác nhận rằng Đức Phật A Di Đà là Đức Phật đã thành Phật từ lâu về trước. 就庄严经来说, và y cứ vào kinh Trang Nghiêm mà nói, Bỉ Phổ Như Lai, Lai Vũ Sổ Lai, Chuy Vũ Sổ Chuy, Vũ Sâng Vũ Miệng, Phây Quô Xuyên Huy Lai. Và kinh nói rằng Đức Phật Như Lai đó, Đức Phật A Di Đà đến, không có chỗ đến, đi vốn không có chỗ đi, vô chẳng sanh chẳng diệt, không phải quá khứ, không hiện tại, 但以酬愿度生现在西方, mà theo cái nguyện lực đã độ sanh và hiện tại ở Tây Phương Cực Lạc. 这一段经文是说阿弥陀佛, và đoạn kinh này giải thích rằng Đức Phật A Di Đà, 他来无所来去无所去, đến chẳng phải đến, đi chẳng phải chi đi, 他是无生无灭的, vốn là vô sanh vô diệt, 不属于过去现在未来, không thuộc quá khứ hiện tại vị lai. 这意思就是说, 阿弥陀佛很早很早很早就已经成佛, 可以说是超越时间性的. Đây nghĩa là nói Đức Phật A Di Đà từ rất sớm đã thành Phật, và cái sự thành Phật này nó vượt qua giới hạn không gian thời gian. 那么无量寿经所讲的说，他是一位国王，遇到释自在王佛，出家，发愿，建设极乐世界。 Và trong kinh Vô Lượng Thọ nói rằng tiền thân Đức Phật A Di Đà là Tỳ Kheo Pháp Tạng gặp Đức Phật Thế Tự Tại Vương xuất gia phát nguyện thành Phật tại Tây Phương Cực Lạc thế giới. 这是显示 阿弥陀这一尊佛, 常常的示现, 发愿, 修行, 建设清净国土, 来
và chứng minh rằng Đức Phật A Di Đà thường thị hiện phát nguyện tu hành, tinh tấn tu hành, kiến lập Tây Phương Cực Lạc, quảng độ mười phương chúng sanh. 所以这一次又以他这一种深广的愿心显现在西方极乐世界。 Và nguyện lực rộng lớn này của Đức Phật A Di Đà thể hiện ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. 那么现在阿弥陀佛显现为法藏菩萨。 Và hiện tại Đức Phật A Di Đà kiếp hiện tại này, Đức Phật A Di Đà thể hiện thành Tỳ Kheo Pháp Tạng. 然后假借着对世自在王佛的赞叹。 Và mượn cái phương tiện tán thán Đức Phật A Di Đà, Đức Phật Thế Tự Đại Vương. 流露出他救度众生的无尽悲心。 Và khởi xướng lên cái phương tiện đó là tâm từ bi cứu độ vô lượng chúng sanh. 前面七行是对世在王佛的赞叹。 Và bảy hàng trước là đối với Đức Phật Thế Tự Tại Vương tán thán. 后面呢是流露法藏菩萨他自己的愿心。 Và phía sau bảy hàng này là thể hiện cái tâm nguyện của Đức Phật A Di Đà. 并且请佛来证明。 Và đồng thời thỉnh Đức Phật Thế Tự Đại Vương đến chứng minh. 前面七行对佛对世自在王佛的赞叹呢分为四段。 Và bảy hàng phía trước thì đối với Đức Phật Thế Tự Tại Vương tán thán là phân làm bốn đoạn. 一段是对世自在王佛深夜的赞叹。 Và một đoạn nghĩa là tán thán sâu sắc Đức Phật Thế Tự Đại Vương. 一段是对世自在王佛口业的赞叹。 Và một đoạn đó là xưng tán Đức Phật Thế Tự Đại Vương. 一段是对世自在王佛意业的赞叹。 Và một đoạn đó là dùng ý để mà tán thán Đức Phật Thế Tự Đại Vương. 最后一段是对世自在王佛做整个结论性的赞叹。 Và đoạn cuối cùng đó là tổng kết luận tán thán Đức Phật Thế Tự Đại Vương. 对世自在王佛深夜的赞叹是从光眼为纬到超世无轮这一段。 Và tán thán Đức Phật Thế Tự Đại Vương từ chỗ nhan sắc rạng rỡ cho đến siêu thế vô lượng. 就是，念一遍，从光眼轮回变到超世无轮。 Và chúng ta cùng niệm một lượt từ nhan sắc rạng rỡ cho đến siêu thế vô lượng. 这光眼为为为神如此如是的等等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 
什么叫光眼微微呢？và thế nào gọi là nhan sắc rực rỡ đây? Quang 就是指佛的光明。ánh sáng, quang ở đây là ánh sáng của Đức Phật. Nhan 是指佛的身相。và nhan tức là nghĩa là thân tướng của Đức Phật A Di Đà. Phật微妙的身相，非常的端正庄严。thân tướng vi diệu Đức Phật A Di Đà vô cùng trang nghiêm. 可以说世间
没有能够跟佛所比的身相。và ở thời gian không có gì sánh bằng cái thân tướng trang nghiêm này của Đức Phật. Phật cái quang biểu quý vị, 也是很广大、很庄严、很微妙。và cái sự uy nghi sáng rỡ này rất là kỳ diệu. 也是任何菩萨圣人所不能比的。và bất kỳ Bồ Tát thánh nhân nào cũng không thể bì kịp. Phổ đề quang biểu vô lượng vô biên. và quang minh của Đức Phật, ánh sáng của Đức Phật là vô lượng vô biên. Thân đề thanh tịnh, thân đề lượng độ, cao quá thế gian hết thảy. và sự thanh tịnh cái độ sáng là vượt qua tất cả thế giới. Thế gian trên 最炽盛的光明就是太阳。và trên thế gian cái sự thủ thánh của ánh sáng đó chính là ánh sáng của mặt trời. 这里说，不论太阳的光明、月亮的光明、摩尼珠的光明，所有的光明，在佛的光明底下呢。就没有光明了。và ở đây nói rằng ánh sáng nhật nguyệt mani ngọc châu vân vân đồ khi mà đặt dưới ánh sáng của Phật A Di Đà thì những ánh sáng này nó không còn sáng nữa. 不是没有光明，是光明被掩盖了。không phải là không có ánh sáng mà bị ánh sáng của Đức Phật che lấp rồi. 不但被掩盖不见，而且好像黑幕一样。không những là bị che mà giống như là bị đen ánh sáng bị hắc ám. Hắc mạch là rất hắc đậm. Hắc mạch nghĩa là rất là đen, một màn tối đen. Vì cái này để bì giao và đem cái sự so sánh này để mà tỷ dụ. Hiển hiện ra Phật cái quang minh của một loại quay sự vũ trụ và đã nói lên rằng cái ánh sáng của Đức Phật là oai thần vô cực, cái trong siêu sự vũ trụ và vượt qua thế gian tất cả thế gian vũ trụ, 就是没有能够比较的vô luân, nghĩa là không có gì sánh bằng. A Di Đà Phật, 法藏菩萨对世自在王佛这样的赞叹，同时也是表示他将来也要这个样子。và Đức Phật, Bồ Tát Pháp Tạng tán thán cái ánh sáng tuyệt diệu của Thế Tự Tại Vương Phật như vậy, thì ngài cũng hy vọng rằng tương lai mình thành Phật cũng có ánh sáng như vậy.所以法藏菩萨成佛了之后呢，叫做阿弥陀佛。cho nên Bồ Tát Pháp Tạng sau khi thành Phật hiểu là A Di Đà Phật。阿弥陀佛，它的意思就是无量光。và ý nghĩa của từ A Di Đà Phật nghĩa là vô lượng quang。光明无量。光明ánh sáng vô lượng。也叫做无量寿。cũng gọi là vô lượng thọ。寿命无量。thọ mình vô lượng. 那么这一段赞佛偈对世自在王佛身业的赞叹，就赞叹到了无量寿跟无量光了。và đoạn tán thán này chính là tán thán vô lượng thọ vô lượng quang của Đức Phật Thế Tự Tại Vương. 接下来正觉大音响游十方这两句八个字。và đoạn tiếp theo là Phạ Tràng Bồ Tát đối Sư Tự Tại Vương Phổ khẩu nghiệp của tán thán, chính là dùng miệng khẩu nghiệp để tán thán Đức Phật Thế Tự Tại Vương. Trên miệng là quang minh của tán thán, phía trước là tán thán ánh sáng, hiện tại khẩu nghiệp của tán thán là biến hiệu của tán thán.
còn hiện tại là 8 tháng danh hiệu. 因为说法度众生, bởi vì thuyết pháp độ chúng sanh, 是在讲说这名号的功德度众生, cho nên phải nói đến cái công đức của danh hiệu độ chúng sanh. 所以深夜的赞叹，孔夜的赞叹。 显示是光明名号的赞叹. Cho nên 8 tháng thân và khẩu nghĩa là 8 tháng danh hiệu. 接下来戒闻精进三昧智慧威德无余师胜稀有身地善念诸佛法好穷生尽傲就起而已 无名玉露世尊永无，是对世自在王佛意愿内心的赞叹。 Và đoạn tiếp theo là 8 tháng ý nghiệp của Đức Phật Thế Tự Tại Vương. 接下来，人雄狮子神德无量，是结论性的赞叹。 Và đoạn sau cùng đó là đoạn kết luận 8 tháng về Đức Phật Thế Tự Tại Vương. 人雄是指佛，是人中之雄。 Và nhân hùng sư tử chính là chỉ Đức Phật. 佛也是人中的狮子。 Đức Phật cũng chính là sư tử ở trong loài người. 狮子是兽中之王。 Và sư tử cũng là vua trong các loài thú. 所到之处无所畏惧。 Và đến cái nơi đến thì nghĩa là không có thể mà cản trở được. Và có thể chấp phục được tất cả. 所以说人雄狮子神德无量. Cho nên nói rằng nhân hùng sư tử thần đức vô lượng. 人雄狮子就是譬喻佛. Nhân hùng sư tử tỷ dụ cho Đức Phật. Của đức công đức này, sự vi sinh công đức vô lượng vô biên bất khả chở. Và công đức của Đức Phật chính là vô lượng vô biên không thể nào mà ngăn cản che lấp được. Đây là tổng kết kết luận sinh của tán thán. Đây chính là tóm lại cái điều tán thán đối với Đức Phật Thế Tự Tại Vương. Tiếp theo là công xuyên quảng đại. Và tiếp theo là đoàn công hung quảng đại. 这是对佛口业的结论性的赞叹. Và đối với khẩu nghiệp của Đức Phật A Di Đà mà tán thán, Đức Phật Thế Tự Tại Vương mà tán thán. 佛说法广度众生，功勋无量无边. Và Đức Phật thuyết pháp độ chúng sanh có cái công hung vô lượng vô biên. 所以说功勋广大. Cho nên nói rằng công huân quảng đại. 接下来智慧深妙是对佛意业的结论性的赞叹. Và tiếp theo nói đến trí huệ thâm diệu là nói đến trí huệ vô lượng vô biên của Đức Phật Thế Tự Tại Vương. 佛的深智大慧是深广而不可测. Và cái trí huệ này thâm sâu và không thể đoán biết được. 接下来光明微相震动大千，是对佛深夜的结论性的赞叹. Và tiếp theo là nói đến cái thân tướng của Đức Phật là quang minh oai tướng chấn động đại thiên, là oai tướng ánh sáng chấn động đại thiên. 法藏菩萨首先以这七行，也就是七首偈语，来赞叹他的师父释自在王佛。 Và Đức Phật Bồ Tát Pháp Tạng dùng bảy câu kệ này để mà bảy đoạn kệ này để mà tán thán sư phụ của ngài, đó chính là Đức Phật Thế Tự Tại Vương. 接下来呢，就流露出他也要成佛，而且目的
是要平等的、无条件的救度众生。và tiếp theo cũng thể hiện cái tâm nguyện muốn thành Phật và cứu độ chúng sanh bình đẳng vô điều kiện của Đức Phật A Di Đà mà tiền thân lúc này đó là Bồ Tát Pháp Tạng. 这里说, 愿我做佛其圣法王. Và ở đây nói rằng câu này bên tiếng Hán đọc rằng là nguyện tôi nguyện ngã tác Phật tế thánh pháp vương. 这里所讲的圣法王，圣是大圣，法王是佛，所以圣法王是指释自在王佛。 Thánh Pháp Vương có nghĩa là Phật Thánh, Phật ở đây tán thán đến Thế Tự Tại Vương Phật. 意思就是说，我也要成佛，跟释自在王佛一样的威神无极。 Và ý rằng tôi thành Phật cũng giống như Đức Phật Thế Tự Tại Vương có oai thần vô cực. 那么 mục đích là vì là gì nè? Và mục đích là gì? 下面就说, 过度生死离不解脱. Và đoạn sau này có hai câu đó là quá độ sanh tử phi bất giải thoát. 所以这一首偈就是显示法藏菩萨他愿成佛，目的就是广度众生。 Và đoạn này hiển thị ý nghĩa rằng Bồ Tát Pháp Tạng muốn thành Phật quảng độ chúng sanh. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô A Di Đà Phật.